6 thế hệ Ford Explorer, 30 năm lịch sử thăng trầm của dòng xe biểu tượng. Dũng cảm thay đổi để chinh phục những giá trị mới là những gì mà Ford đã làm trong suốt 3 thập kỷ qua để đưa Explorer trở thành dòng SUV mang tính biểu tượng của Mỹ. Sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, thể thao, không gian thức sang trọng rộng rãi cùng khả năng off-road ấn tượng, Ford Explorer được đánh giá là một trong những mẫu SUV thành công nhất của hãng xe Mỹ. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1991, dòng xe Ford Explorer vẫn luôn khẳng định được chỗ đứng nhất định của mình trong lòng những người đam mê tốc độ, đồng thời là đối thủ đáng gờm của những cái tên đình đám như Jeep Cherokee và Chevrolet S10 Blazer. Sau gần 30 năm làm mưa làm gió trên thị trường, Ford Explorer luôn không ngừng thay đổi và làm mới mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tuy nhiên, dù thay đổi như thế nào chăng nữa, thì mục tiêu cao nhất mà những người thiết kế Ford Explorer luôn hướng tới đó là tạo ra một mẫu xe mang đến sự thoải mái nhất cho gia đình. Và trong ngày 9 tháng 1 vừa qua, ngay trước thềm triển lãm ô tô Bắc Mỹ Detroit Auto Show 2019, Ford đã chính thức vén màn mẫu Explorer 2020, thế hệ thứ 6 của dòng SUV bán chạy nhất mọi thời đại ở Mỹ. Với thiết kế lột xác hoàn toàn, công nghệ tiên tiến cùng khả năng off-road vượt trội, Ford Explorer 2020 hứa hẹn sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng của hãng xe Mỹ trong thời gian tới. Và để hiểu rõ hơn về những thay đổi của Explorer thế hệ mới, mời các bạn cùng Auto Daily nhìn lại lịch sử phát triển đầy huy hoàng của dòng xe biểu tượng này trong suốt 3 thập kỷ vừa qua. Thế hệ đầu tiên của Explorer 1991-1994 được coi là đột phá. Chiếc Explorer đầu tiên được chế tạo dựa trên khung gầm của xe bán tải Ford Ranger. Ngay từ khi có mặt thị trường, Explorer thế hệ đầu tiên đã gây được tiếng vang lớn. Trong năm đầu tiên, mẫu xe này đã bán được hơn 140.000 xe. Đến năm thứ hai, doanh số đã tăng gần gấp đôi đạt 282.000 xe. Và đến cuối năm 1993, hơn 300.000 chiếc Explorer đã được giao đến tay khách hàng. Thế hệ thứ hai, Explorer 1995 đến năm 2001, dẫn đầu các bảng xếp hạng. Sau 4 năm có mặt trên thị trường, Ford Explorer thế hệ thứ hai đã được nâng cấp đáng kể so với thế hệ đầu tiên, đặc biệt là khả năng off-road. Và giai đoạn năm 1995 đến năm 2001 được đánh giá là thời kỳ huy hoàng của Explorer. Ngay trong năm 1995, mẫu SUV này đã bán được gần 400.000 xe. Doanh số của Explorer đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại vào năm 2000 với gần 450.000 xe. Và đến năm 2001, doanh số vẫn duy trì ổn định ở mức 415.000 xe. Thế hệ thứ ba của Explorer từ năm 2002 đến năm 2005 được xem là sự thoái trào. Explorer thế hệ thứ ba là một phiên bản hoàn toàn mới so với thế hệ trước. Nó không còn sử dụng thiết kế gồ ghề và nhàm chán hay dùng chung nền tảng khung gầm và Ranger nữa. Thay vào đó, Explorer trở nên hiện đại và thực dụng hơn. Tuy nhiên, doanh số không đạt như kỳ vọng. Vào năm 2002, Explorer vẫn thành công với doanh số 433.000 xe. Thế nhưng đến năm 2005, doanh số đã giảm 45% so với 3 năm trước đó, chỉ còn gần 240.000 xe trong bối cảnh nhiều người tiêu dùng bỏ qua những chiếc SUV truyền thống để mua các mẫu crossover. Thế hệ thứ tư của Explorer tiếp tục là sự lao dốc. Thế hệ thứ tư trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. Minh chứng là năm 2006, doanh số của Explorer đã giảm 25% so với trước đó, xuống chỉ còn gần 180.000 xe. Và đến năm 2010, doanh số giảm xuống chỉ còn hơn 60.000 xe. Nguyên nhân là do nền kinh tế Mỹ tăng trưởng thấp và nhu cầu với các dòng xe nhỏ tiết kiệm nhiên liệu của người tiêu dùng Mỹ ngày càng tăng. Đến năm 2009, Explorer chỉ bán được hơn 52.000 xe, doanh số thấp nhất mọi thời đại của mẫu SUV này, chỉ bằng 1/10 doanh số bán hàng ở mức cao nhất trong 9 năm trước đó. Explorer thế hệ thứ 5 từ năm 2011 đến năm 2019 được xem là sự hồi sinh. Rút kinh nghiệm từ thất bại của 4 thế hệ trước, bước sang thế hệ thứ 5, Ford quyết định chinh phục những giá trị mới. Từ một chiếc xe thô cứng, Explorer chuyển sang một hình ảnh SUV thân thiện với gia đình hơn. Và đó là lý do giúp Explorer hồi sinh. Doanh số bán hàng bắt đầu tăng trưởng trở lại với hơn 135.000 xe được bán ra trong 2011, tăng gấp đôi so với năm trước đó, đồng thời cao hơn cả đối thủ Highlander tới hơn 30.000 chiếc. Doanh số tiếp tục tăng đều đặn mỗi năm và lên tới con số hơn 271.000 xe vào năm 2017. Đến năm 2018, doanh số cũng tăng trưởng khoảng 10.000 chiếc so với kỷ lục của năm 2017. Theo đó, Explorer trở thành mẫu SUV 3 hàng ghế bán chạy nhất của Mỹ. Ford Explorer 2020 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sau gần 30 năm thăng trầm, Ford Explorer thế hệ thứ 6 đã chính thức trình làng vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Không chỉ lột xác về thiết kế, đi kèm cấu trúc khung xe nhẹ và cứng vững, Explorer 2020 còn được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại, các tính năng hỗ trợ lái cùng kết nối tương tác thông minh đem lại nhiều giá trị sử dụng hơn. Đây cũng được đánh giá là một trong những mẫu xe đột phá nhất của Ford trong một thập kỷ vừa qua. Và hy vọng với những thay đổi mang tính chiến lược, Explorer 2020 sẽ một lần nữa đưa Ford lên đỉnh cao của thời kỳ huy hoàng gần 30 năm về trước.